毎年ベトナムに年に4回から5回来て、日本から持ってきた植木の状態を管理したり従業員に指導したりしています。私と山川グエンさんは私のお父さんお母さんと30年間 の友人であり、ここ10年間は日本を飛び回り、山川さんと日本中の植木を私の会社と一緒にベトナムに輸出するようになりました。日本ではファミリーも一緒に交流をして食事など一緒に仲良くやっています。牧の木は皆さんに幸福をもたらすという意味の木です。日本とベトナムは土地も空気も文化的にも似ています。そのため牧の木をお庭に植えた際には風水的にも運気が上がると言われています。皆さん牧の木は一番いい木です。10年前から私の会社の従業員をベトナムにここに来て、ベトナムの従業員と日本の従業員で10年ほどカットの仕方、植木の管理の仕方を教えています。ベトナムの従業員の方も日本式でできました。これからも綺麗な管理をしていくように、私たちもベトナムの従業員に協力して教えていきたいと思います。日本の植木は世界でも評価される文化的な樹木です。日本のお寺や国の公共機関でもいっぱい植えられています。今は中国、ベトナム、世界へと日本の文化の植木が評価されています。ベトナムの人たちも運気が上がることを信じて日本の植木を植えてみませんか。Do nhu cầu sử dụng cây cảnh nhập khẩu để làm đẹp cảnh quan môi trường sống, vườn tùng La Hán của chúng tôi đã đi vào hoạt động được 10 năm. Cho tới nay với quy mô 4 vườn trải dài từ Bắc vào Nam với diện tích là 12.000 m², số lượng cây khoảng tầm từ 7 đến 10.000. Tất cả các sản phẩm trên đều được nhập khẩu từ Nhật Bản. Vườn tùng La Hán của chúng tôi không chỉ có tùng La Hánmà còn rất nhiều những chủng loại cây khác, ví dụ như thông đen, hoa anh đào, phong lá đỏ, hoa trà, đỗ quyên và nhiều loại bonsai khác. Với đội ngũ nhân sự khoảng 100 người, gồm các nghệ nhân của Việt Nam và các chuyên gia của Nhật Bản, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu sử dụng của khách hàng. Trong 10 năm qua, được sự tin tưởng của khách hàng, vườn tùng La Hán Nhật Bản của chúng tôi đã cung cấp rất nhiều cây cảnh cũng như là dịch vụ chăm sóc.Cho các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group và rất nhiều những tư gia biệt phủ sân vườn trải dài trên cả nước.